Sáng ngày 11 tháng 7, thành phố Uông Bí tổ chức xuống đường tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2019 với chủ đề Không phân biệt giới tính, không lựa chọn giới tính thai nhi. Tham gia chương trình, hơn 70 đoàn viên thanh niên, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức diễu hành xuống đường cổ động tuyên truyền về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Năm 2019, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay như luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.